Đôi giày mình mua hôm nay mới phát hiện nó là made in China. Liệu có phải hàng fake không nhỉ? Xin chào, mình đã quay trở lại rồi đây. Dạo gần đây mình nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề giày made in China có phải là giày fake hay không. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình giải đáp vấn đề này nhé. Intro. Đầu tiên, cùng tìm hiểu xem giày out là gì và giày fake là gì nhá. Thứ nhất, out là từ viết tắt của authentic, có nghĩa là hàng thật, hàng chính hãng. Các đôi giày này thì thường có đặc điểm như là thiết kế đẹp mắt, độ hoàn thiện và chi tiết hoàn thiện cao. Nói chung là nhìn phát là mê luôn. Nice. Vậy thì giày fake là gì? Hay một số người còn nghe với tên đó là giày fake. Thì fake, bản chất của từ này có nghĩa là giả. Vì vậy giày fake có nghĩa là giày giả, giày nhái, giày kém chất lượng. Và tại sao lại có giày fake? Bởi vì giá thành của một đôi giày fake thường rất thấp. Và nếu so với một đôi giày chính hãng thì phải nói là một đôi giày fake với kiểu dáng y hệt, nhìn bên ngoài y hệt, có giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì cái gì cũng có cái giá của nó. Kiểu dáng giống thôi nhưng mà chất lượng thì chắc chắn là thua xa giày real rồi. Giá rẻ, nhìn bên ngoài giống nhưng mà thực ra thì chất lượng cực kỳ thấp. Tiếp theo, tại sao khi nghe đến cái từ made in China mọi người lại nghĩ ngay đến hàng fake? Bởi vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất hàng fake lớn nhất thế giới. Và hầu như tất cả các đôi giày của các hãng lớn nhỏ trên thế giới này Trung Quốc đều có thể làm fake được. Và Trung Quốc bán giày fake tràn lan trên thị trường, đặc biệt là ở Việt Nam. Số lượng hàng fake rất nhiều. Vì vậy mọi người thường có một quan niệm đó là giày made in China hay là sản xuất từ Trung Quốc thì chắc chắn nó là hàng fake ấy. Tuy nhiên đó không phải hoàn toàn là sự thật. Những đôi giày chính hãng các bạn order từ Anh, Pháp, Nhật, vân vân đều có thể có tem made in China. Tại sao? Lý do thứ nhất, bản chất của từ made in China là sản xuất tại Trung Quốc. Sản xuất nha. Bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc có dân cư cực kỳ đông, cùng với giá thành gia công sản phẩm cực kỳ rẻ. Vì vậy nên các hãng có trụ sở tại Anh, Pháp, Đức, họ đã đặt nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, họ chuyển giao công nghệ sang và thuê nhân công tại Trung Quốc sản xuất. Sau khi hoàn thiện thì sẽ xuất cho các cửa hàng trên khắp thế giới. Vì vậy cái tem Made in China thực chất nó chỉ mang đúng cái nghĩa gốc của nó, đó là sản xuất tại Trung Quốc. Còn công nghệ sản xuất và bản quyền sản xuất của đôi giày thì thuộc về hãng. Vì vậy khi cầm một đôi giày có tem Made in China ở trên tay thì các bạn đừng vội đánh giá đó là hàng fake ngay nhá. Ok, câu hỏi cuối cùng, đó là giày chính hãng thì có lỗi hay không? Câu trả lời là có. Bởi vì trên thế giới này không có cái gì là không có lỗi cả. Hãng họ sản xuất 10.000 thậm chí là hàng triệu đôi giày thì chắc chắn sẽ có 1-2% trong số đó gặp lỗi. Và những cái lỗi nhỏ như là thừa một chút keo này hay là thừa một chút chỉ này thì hoàn toàn không thể tránh khỏi. Vì vậy khi đi mua một đôi giày mà thấy có một chút keo hay là một chút chỉ thừa thì cũng đừng vội mà đánh giá đó là một đôi giày fake ngay. Như kinh nghiệm order và bán giày của bọn mình thì những đôi thuộc phân khúc tầm cao như là Jordan thì đôi khi cũng sẽ có một hai đôi bị thừa một chút chỉ hay là lem một chút keo ở phần mũi. Tuy nhiên xét tổng thể đôi giày thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm đi trên chân của các bạn. Vì vậy thì hãy cứ ra một cửa hàng uy tín như Mankibo chẳng hạn, thử lấy một đôi giày ưng ý nhất và trải nghiệm trên chân. Nếu vừa vặn, êm ái và mình thích mẫu đó thì hãy cứ múc thôi. Ok, vậy là mình đã giải đáp toàn bộ vấn đề liên quan đến giày made in China có phải là giày fake hay không. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số tiếp theo của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.